Những trận chiến kinh hoàng của Nga khiến Kiev rơi vào tuyệt vọng vì thiếu nhân lực. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tập trung phân tích chủ đề liên quan đến NATO và các động thái của phương Tây trong cuộc chiến leo thang với Nga. Chúng không chỉ đơn giản là một sự sốc nổi nhất thời, đó là một chương trình nghị sự nguy hiểm đã được lên kế hoạch bài bản và lâu dài. Tuy nhiên, chúng đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của làn sóng cánh hữu ở châu Âu. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết tân tổng thư ký NATO, một nhà toàn cầu hóa khác thay thế Stoltenberg. Vào hôm 26 tháng 6, thì Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã được bổ nhiệm làm tổng thư ký tiếp theo của NATO. Các đại sứ NATO đã xác nhận quyết định này trong cuộc họp ở Bruxelles. -B. Ông Rutte sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 10, kế nhiệm ông Jens Stoltenberg, người đã giữ chức vụ này trong vòng 10 năm. Ông Rutte đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy châu Âu, hỗ trợ quân sự cho Ukraine và đã bày tỏ rằng việc đánh bại Nga là rất quan trọng để thiết lập một nền hòa bình ở châu Âu. Quan điểm của ông được cho là chịu ảnh hưởng lớn từ sự kiện bi thảm khi mà máy bay chở khách MH17 bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine năm 2014, khiến cho 298 hành khách thiệt mạng, trong đó có 196 người là công dân Hà Lan. Hà Lan sau đó đã đổ lỗi cho Nga về thảm kịch này. Ông Rutter cho rằng NATO cần phải mạnh mẽ chống lại Nga đồng thời cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu khác không được ngây thơ về nước Nga của Putin. Người đàn ông này ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Zelensky. Và trong những tháng cuối cùng tại nhiệm sở với cương vị là Thủ tướng Hà Lan, ông đã ký một hiệp ước an ninh có thời hạn 10 năm với Ukraine, cũng như đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nhà lãnh đạo Anh và Hoa Kỳ. Ông cũng được coi là một trong những người thành công nhất ở EU trong việc đối phó với cựu Tổng thống Donald Trump. Tại hội nghị an ninh Munich vào năm ngoái, Ông Rutte khuyên các nhà lãnh đạo EU thay vì than vãn về Trump thì nên chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng và sản xuất đạn dược, dù bất kể ai là người thắng cử ở Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của ông thì Hà Lan đã tăng chi tiêu quốc phòng vượt ngưỡng yêu cầu của NATO là trên 2% GDP. Nước này cũng cung cấp tiêm kích F-16, pháo binh, máy bay không người lái và đạn dược cho Kiev và đã đầu tư mạnh mẽ vào quân đội của mình. Mặc dù có lập trường chống Nga rất mạnh mẽ, nhưng mà ông Rutter lại được cho là người kế nhiệm Stoltenberg ít hùng hằng nhất trong số các ứng cử viên. Một ứng cử viên sáng giá khác đó là Thủ tướng Estonia Kaija Kallas. Trong khi nhiều thành viên liên minh kỳ vọng bà này sẽ trở thành nữ tổng thư ký NATO. Nhưng mà một số khác lại e ngại bà ấy quá cứng rắn với Nga. Trong khi đó, ông Rutter nhận được sự ủng hộ của 31 trên 32 thành viên NATO. Trong đó có lá phiếu ủng hộ của cả Hungary, bất chấp căng thẳng giữa hai bên. Việc các thành viên NATO nhất trí bầu ông Mark Rutte làm tổng thư ký mới của NATO, một người ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến Ukraine, cho thấy rằng NATO vẫn sẽ theo đuổi chính sách của phe thiên tả theo chủ nghĩa toàn cầu, tức là tiếp tục leo thang chiến tranh với Nga. Do đó sẽ không có hy vọng xung đột Ukraine giảm nhiệt. Đặc biệt, đó là khi ông Rutte đã đồng lãnh đạo một liên minh quốc tế cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine và đào tạo phi công của nước này. Đây là một động thái mà Nga coi là một bước leo thang nguy hiểm. Điện Kremlin vào hôm 26 tháng 6 cho rằng việc Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte được bổ nhiệm làm Tổng thư ký NATO sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì đối với Nga. Tuy nhiên, làn sóng chối dậy của phe cánh hữu phản đối chiến tranh sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu lại đang báo hiệu cho phe chủ nghĩa toàn cầu rằng họ sẽ gặp khó khăn hơn trong tương lai. Vì sao chủ nghĩa toàn cầu lại ghét Donald Trump và Nigel Farage? Donald Trump thì đã quá nổi tiếng với tuyên bố là sẽ kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu như ông ấy tái đắc cử vào tháng 11 tới. Thế nhưng, truyền thông phương Tây trong những ngày vừa qua còn đang chấn động với tuyên bố của lãnh đạo đảng cánh hữu Reformed UK của anh. Ông Nigel Farage. Ông này công khai nói rằng chính phương Tây mới là bên đã kích động cuộc xung đột ở Ukraine. Viết trên tờ Telegraph vào hôm 22 tháng 6, lãnh đạo đảng Reform UK cho biết cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022 của Tổng thống Putin là vô đạo đức. Nhưng ông ấy cũng nói thêm rằng nếu như bạn chọc gấu Nga bằng một cây gậy thì cũng đừng ngạc nhiên nếu như gấu Nga sẽ đáp trả. Ông ấy đã bảo vệ quan điểm này của mình trong cuộc phỏng vấn với đài BBC bằng cách nói rằng chính sự mở rộng về phía đông của NATO và EU đã tạo cho ông Putin một cái cớ để nói với người dân của ông rằng phương Tây tiếp tục đe dọa nước Nga và từ đó tiến hành chiến tranh. Ông Ferrer còn nói như sau, chúng ta đã kích động cuộc chiến này. Tất nhiên đó là lỗi của ông Putin. Ông ấy đã lợi dụng những gì chúng ta đã làm. Có thể nói rằng cả Trump và Ferrer đều đang đe dọa kế hoạch chiến tranh của phe thiên tả. Họ đều lên tiếng phản đối việc leo thang thành chiến tranh toàn diện với Nga thông qua Ukraine. Hiện thì phe hiếu chiến theo chủ nghĩa tự do toàn cầu đang cáo buộc cả hai người đàn ông này là tuyên truyền viên của Nga. Thậm chí, ông Zelensky còn nói rằng Ferrer đã bị nhiễm virus của chủ nghĩa Putin. Cho nên là có thể dễ hiểu vì sao truyền thông dòng chính phương Tây lại coi bất kỳ ai đã đề cập đến đàm phán và hòa bình đều là những kẻ thân Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa cảnh báo rằng thế giới đang diễn ra một cuộc chiến không có luật lệ. Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Nga đe dọa phương Tây đừng đùa với lửa, bởi vì Nga có thể thay đổi học thuyết hạt nhân để phù hợp với những thay đổi trong quan hệ quốc tế. Vậy thì, phe chiến đấu đang dẫn dắt và leo thang đến đâu? Chúng ta hãy cùng điểm lại một số dấu hiệu như sau. Thứ nhất, Cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ do NATO dẫn đường thông qua bàn tay ủy nhiệm của Ukraine tấn công xuống dân thường Nga trên một bãi biển ở Sevastopol vào ngày 23 tháng 6 là một hành động leo thang nghiêm trọng. Trong khi đó, thì Reuters lại cáo buộc Nga đang leo thang căng thẳng vì đã lên án Mỹ chỉ đạo phi vụ này. Reuters viết như sau, đổ lỗi trực tiếp cho Hoa Kỳ về cuộc tấn công vào Crimea, nơi Nga đang đơn phương sát nhập vào năm 2014, là một bước tiến xa hơn của Nga. Thứ hai, Hai vụ tấn công khủng bố ở Cộng hòa Dagestan của Nga xảy ra cùng ngày với vụ tấn công bằng tên lửa vào Sevastopol đã làm gợi nhớ đến vụ thảm sát ở trung tâm thương mại Kurokos gần Moscow vào hồi tháng 3, khiến 143 người thiệt mạng. Tờ Washington Post không hề nhấn mạnh trên tiêu đề bài viết về việc một giáo đường Do Thái và một nhà thờ chính thống giáo bị nằm tay súng tấn công. Giáo đường Do Thái thì bị đốt cháy, còn tại nhà thờ chính thống giáo, một linh mục đã bị sát hại mà Nga lại là một quốc gia có số người theo chính thống giáo nhiều nhất trên thế giới, chiếm 39% tổng số tín đồ. Vậy thì liệu người Nga có thể không nghi ngờ về lực lượng nước ngoài đang hỗ trợ những kẻ khủng bố này hay không? Thứ ba, đó là các cuộc khủng bố ở Dagestan diễn ra sau cuộc không kích ngày 13 tháng 5 của Ukraine bằng tên lửa hành trình Storm Shadow, phá hủy một radar cảnh báo sớm vũ khí hạt nhân của Nga. Tiếp đến, hai trạm radar cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo khác sau đó cũng đã bị Kiev tấn công, mà cả hai lại đều nằm sâu trong lãnh thổ Nga và đều không cung cấp dữ liệu cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Chắc chắn rằng Kiev không có lợi ích quân sự nào trong việc phá hủy hai trạm radar này, trừ khi có một thế lực muốn làm suy yếu khả năng tự vệ của Nga trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Thứ tư, đó là cuộc leo thang tên lửa khi chính quyền ông Biden bật đèn xanh cho Kiev được phép sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga 300 km và như là New đã nhận định, Ukraine cùng với các đồng minh NATO đã hối thúc Tổng thống Joe Biden từ bỏ lằn danh đỏ Thế chiến thứ ba. Thứ năm, chính quyền ông Biden đã tiếp tục chính sách leo thang hơn nữa để bù đắp cho việc không để Ukraine gia nhập NATO. Đó là họ đang cân nhắc đến việc công khai cho phép các nhà thầu quân sự tư nhân Mỹ làm việc tại Ukraine với lý do bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị quân sự tại đó. Tuy nhiên, đề xuất này được Nga coi như là tương đương với sự can thiệp thông thường vào Ukraine, và tạo tiền lệ nguy hiểm như là bước khởi đầu cho việc bình thường hóa sự can thiệp công khai của các lực lượng NATO bên trong Ukraine. Thứ sáu, đó là đề xuất hòa bình của nhà lãnh đạo Nga đã bị phương Tây bác bỏ. Ông Putin cho biết rằng, bằng cách này, phương Tây đang hạ thấp ngưỡng chiến tranh hạt nhân. Phe hiếu chiến phương Tây cũng bỏ qua lời cảnh báo của ông Putin rằng, nếu như NATO tiến vào Ukraine thì nó sẽ là thế chiến thứ ba. Trước tình hình này, thì tân tổng thư ký NATO đã chấn an mọi người rằng, Nhà lãnh đạo Nga không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Ông ấy nói như sau: "Đừng đánh giá quá cao Putin. Tôi đã nói chuyện với ông ấy rất nhiều lần, ông ấy không phải là người đàn ông mạnh mẽ." Vậy thì giờ chúng ta hãy đặt câu hỏi: Tại sao giới lãnh đạo phương Tây lại phớt lờ các lần danh đỏ hạt nhân với Nga và lại muốn leo thang chiến tranh đến như vậy? Trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin lưu ý là có hai nhân vật nổi tiếng của Mỹ và Anh là Donald Trump và Nigel Farage không bao giờ muốn leo thang và đang phản đối kịch liệt cuộc chiến này. Mười năm trước, Nigel Farage đã từng cảnh báo rằng NATO và EU đang đùa với lửa, bởi vì hai tổ chức này đều tìm cách mở rộng, sát nhập Ukraine vào liên minh. Ông ấy đã hỏi các nghị sĩ Anh như sau: Chúng ta đã mất hết lý trí rồi hay sao? Chúng ta có muốn chiến tranh với Putin hay không? Sau đó ông ấy đi đến kết luận rằng nếu như chúng ta làm vậy, thì chúng ta chắc chắn đang thực hiện theo đúng cách để gây chiến với nga. Cánh hữu gây động đất chính trị phá vỡ sứ mệnh của nato eu là thúc đẩy hệ tư tưởng tự do toàn cầu vì sao cả nato và eu đều muốn mở rộng liên minh kết nạp các thành viên mới tất nhiên là cả hai tổ chức này đều có mục đích thứ nhất là để áp đặt các mục tiêu chính trị thứ hai là công cụ thi hành quân sự nếu như nước nào đó chống đối lại các mục tiêu ở trên và cả nato cũng như eu đều có sứ mệnh thúc đẩy hệ tư tưởng theo chủ nghĩa tự do toàn cầu có thể nói rằng Quyền lực chính trị và quân sự ở phương Tây đang được phối hợp để thúc đẩy các mục tiêu đấu tranh cho nữ quyền, cho quyền chuyển đổi giới tính, song tính, đồng tính, quyền nạo phá thai, cũng như thúc đẩy trào lưu tự do tình dục, xóa bỏ truyền thống gia đình, xóa nhòa biên giới các quốc gia và kiểm duyệt mọi quan điểm trái ngược với chủ nghĩa tự do toàn cầu. Bất kỳ một quan điểm nào cho rằng NATO không nên tồn tại hoặc không nên mở rộng thì đều là cấm kỵ. Vào ngày 20 tháng 6, ông Trump đã làm khách mời trong chương trình All Podcast. Tại đây, Ông Trump đã bị chất vấn về việc liệu ông có đồng ý rằng việc mở rộng NATO đã tạo ra điều kiện cho một cuộc chiến tranh toàn diện hay không. Trump đã trả lời như sau. Trong 20 năm qua, tôi đã nghe nói rằng nếu Ukraine gia nhập NATO thì đó sẽ là vấn đề thực sự đối với Nga. Câu trả lời này là gián tiếp chỉ trích chính sách ủng hộ mở rộng NATO của chính quyền Biden. Rõ ràng nó sẽ gây ra chiến tranh, dẫn đến Thế chiến thứ ba. Truyền thông phương Tây giờ đây đang chỉ trích ông Nigel Farrell, lãnh đạo đảng cánh hữu Reform UK của Anh, vì đã nêu ra một thực tế hiển nhiên, đó chính là việc NATO mở rộng là nguồn cơn gây ra chiến tranh. Tại sao phe hiếu chiến lại phẫn nộ với hai người đàn ông này đến như vậy? Đó là bởi vì mục đích hiện tại của họ là gây ra một cuộc chiến tranh thế giới. Không giống như Ferrer sẽ khó thắng cử ở Anh. Donald Trump sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Trump đã cam kết sẽ không bao giờ đưa quân đội Mỹ tham chiến tại Ukraine. Trump đã nhắc đến những tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Macron, người đã nói rằng sự ủng hộ của ông đối với ukraine là không có giới hạn tất nhiên trump không có ý định đứng cùng chiến tuyến với macron bởi vì ông ấy hiểu sẽ không có bên nào thắng trong một cuộc đối đầu giữa các cường quốc hạt nhân trump nói rõ như sau tôi thường nghe họ nói về việc ukraine gia nhập nato và giờ tôi nghe thấy pháp muốn tham gia vào chiến đấu vâng tôi chúc ông ấy may mắn vậy thì tại sao tổng thống macron lại muốn nước pháp tham chiến tại ukraine Đơn giản đây là vì lý do chính trị của cá nhân Macron. Đảng phục hưng của tổng thống Macron đã bị thua đau trước đảng tập hợp quốc gia của nghị sĩ cực hữu Marie Le Pen trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua, dẫn tới việc tổng thống Macron quyết định bầu cử sớm quốc hội. Đây dường như là một tính toán sai lầm lớn của ông ta và kết quả cuộc tổng tuyển cử Pháp có thể tạo nên một cơn địa chấn chính trị ở châu Âu trong những ngày tới. Tổng thống Macron hiện tại đã cảnh báo về một cuộc nội chiến ở Pháp nếu như đảng của ông ấy có nguy cơ thua đảng tập hợp quốc gia theo cánh hữu hoặc liên minh cánh tả mặt trận nhân dân mới trong cuộc bầu cử sắp tới. Đương nhiên là phe đối lập đã phản ứng dữ dội trước cảnh báo này của Macron. Họ cho rằng những tuyên bố như vậy của Tổng thống là vô trách nhiệm, là chiến lược gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân chúng và chỉ càng chứng tỏ Macron đang đấu tranh cho sinh mạng chính trị của mình, chứ không phải là vì lợi ích đất nước đối mặt với cuộc khủng hoảng trong nước như vậy nhà lãnh đạo pháp đã chuyển hướng kêu gọi ủng hộ chiến tranh ở nước ngoài tuy nhiên thì kế hoạch này lại cũng thất bại những đồng minh theo chủ nghĩa toàn cầu của macron ở châu âu đang tức giận với ông ta họ coi động thái giải tán quốc hội và bầu cử sớm là mở ra cơ hội cho phe cánh hữu chiếm ưu thế thúc đẩy làn sóng cánh hữu đang lên ngôi ở đức áo hà lan hungary và khắp châu âu ngay cả tại Anh thì làn sóng cánh hữu cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ với việc đảng Reform UK của Nigel Farage tiếp tục tăng uy tín trong các cuộc thăm dò và vượt qua đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak. Rõ ràng rằng, thế lực nhà nước ngầm theo đuổi chiến tranh đang cảm thấy bị đe dọa và đây chính là lý do tại sao NATO đang nỗ lực hết sức để leo thang với Nga. Phương Tây thừa biết Ukraine đang tuyệt vọng vì thiếu nhân lực ván bài của nato chính là lợi dụng một nhóm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan bài nga ở ukraine mà đứng đầu chưa hẳn đó là tổng thống zelensky có thể đó chính là tránh văn phòng jermak người được cho là nhân vật quyền lực nhất trong chính phủ đương nhiệm ukraine nhóm người này đã chấp thuận kéo dài chiến tranh để mang lại lợi ích cho các nhà tài phiệt theo chủ nghĩa toàn cầu nhưng mà thật không may càng kéo dài chiến tranh thì đồng nghĩa là càng dẫn đến thất bại quân sự nặng nề và khiến cho đất nước ukraine bị tàn phá nhiều hơn Hầu hết lực lượng tinh nhuệ của họ được NATO huấn luyện hiện tại đều đã thiệt mạng. Như là cựu Tổng thống Trump đã từng nói, Ukraine đang cạn kiệt quân lính. Họ không còn quân, họ không còn nhân lực, họ muốn sử dụng cả trẻ em, họ muốn sử dụng những người đã rất già, những người không thực sự chuẩn bị để chiến đấu. Những video bắt bớ đã trở nên phổ biến. Một đoạn video khác còn cho thấy có hàng dài các thanh niên được cho là đã bị mắc bẫy. Những người này được hứa là có thể sẽ có cách trốn thoát qua biên giới Ukraine nhưng mà đến khi tập trung ở điểm tập kết thì họ lại bị quân đội Ukraine bắt giữ. Nga thì có dân số, quân đội, kho vũ khí và cơ sở công nghiệp lớn hơn nhiều Ukraine. Và những thứ này đã giúp họ có lợi thế chiến thắng. Giới chính trị gia theo chủ nghĩa toàn cầu thì thích mô tả Nga giống như là một đất nước suy tàn, một chạm xăng đội lốt một quốc gia. Nhưng mà quan điểm này càng ngày càng không còn phù hợp nữa. Trong cuộc tranh luận trực tiếp giữa Biden và Trump diễn ra vào ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, cựu Tổng thống Trump nói rằng nếu như chúng ta có một tổng thống thực sự thì Putin đã không bao giờ xâm chiếm Ukraine. Ngoài ra, cho một lần nữa hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine ngay cả trước khi ông được bầu cử làm tổng thống. Cho rằng chính quyền Biden đang đưa nước Mỹ vào thế chiến thứ ba, đồng thời nói thêm rằng do chính sách sai lầm nên Ukraine sẽ không thể thắng cuộc chiến này. Trong khi đó, thì Tổng thống Biden lại chống lại quan điểm của Trump bằng cách nói Trump muốn rút Mỹ ra khỏi NATO nhưng NATO cần phải tồn tại và chúng ta không thể tránh khỏi cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu nếu như không có liên minh quân sự của mình. Biden cũng nhấn mạnh rằng Putin sẽ không dừng lại ở việc gây hấn với Ukraine, mà còn có thể tấn công Ba Lan và các nước NATO khác. Rõ ràng rằng, cuộc xung đột Ukraine đang là chủ đề chiếm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của cả hai ứng viên. Có điều là Nga đang giành lợi thế trên chiến trường bất chấp NATO hay là EU gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Truyền thông Ukraine tối qua đưa tin, Nga đã tấn công trên 10 hướng ở mặt trận, tiến hành 48 cuộc giao tranh trong vòng 24 giờ qua. Nga tiếp tục mở thêm các mặt trận mới ở hướng Hiboke thuộc vùng Kharkov để điều hướng Kiev đưa thêm quân đến khu vực này và từ đó sử dụng hỏa lực để tiêu hao nhân lực đối phương. Nga cũng đang tấn công mãnh liệt ở trung tâm và phía đông của Krasnohorivka. Quân phòng thủ Ukraine ở đó có nguy cơ bị bao vây. Không quân Nga tiếp tục sử dụng rộng rãi bom lượn FAB và bom nhiệt áp ODAB nhằm hỗ trợ cho bộ binh triệt phá hàng loạt các trung tâm hậu cần, kỹ thuật của đối phương. Tổng tư lệnh lực lượng Ukraine tướng Sitsky hôm nay thừa nhận, hướng Kurakovo là một trong những hướng khó khăn nhất cho đến nay. Quân đội Nga đã chiếm đóng phần chính của Krasnohorovka và tiếp tục tấn công vào phía đông và trung tâm thành phố. Theo quân đội Ukraine, thì thành phố này sẽ sớm thất thủ. Một sĩ quan Ukraine có biệt danh là Alex đã phàn nàn về tình hình tại đó như sau. Mọi thứ đang diễn ra rất tồi tệ ở Krasnohorovka. Đối phương đang tiến vào khu vực dân cư. Giờ đây, đang có những trận chiến kinh hoàng ở khu vực này. Chúng tôi đã kiệt sức. Việc quân Nga chiếm được thành phố chỉ còn là vấn đề thời gian bởi vì khu vực trung tâm của thành phố đang nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Và thưa quý vị, lời tường thuật này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.